Alo Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh chuối nha. Một công thức mới nè, bánh chuối hòa cùng với đậu xanh. Vị béo ngậy từ nước cốt dừa, vị ngọt thơm tự nhiên từ chuối nè. Nó có thêm cái độ bùi bùi của hạt đậu xanh nữa. Thì mình ăn vào nó lạ miệng, ngon hơn so với bánh chuối với bột không nha. Dễ làm lắm. Bánh chuối hấp này thì mình ăn vài ngày vẫn ngon luôn. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện bánh chuối nha. Mình chuẩn bị đây là 100g bột gạo. Thì bột gạo các bạn dùng loại nào cũng được. Mình có tiếp 250g bột năng, 150g đậu xanh mình hấp chín ra từ 50g đậu xanh hạt á, 500ml nước cốt dừa, nửa chén đường, chút muối, chuối sim thì mình dùng ở đây là 10 trái. Thì cái trái chuối nó cũng hơi to to, chuối càng mùi thì mình làm bánh nó càng ngon vì nó có cái độ ngọt tự nhiên. Lột phần vỏ ra thì nó không có bị dập ha. Cho hết phần bột vô. Mình dùng hai loại bột này là 350g. Chút xíu muối. Đường thì các bạn dùng đường cát vàng hay là đường cát trắng cũng được. Trộn đều lên. Đường cát vàng thì hấp bánh ra nó sẽ đẹp hơn chút. Còn đường cát trắng thì mình thấy cái bột nó sẽ hơi trắng ha. Với lượng bột này thì mình cho vào đây là 500ml nước cốt dừa. Mình vắt ra hay là mình ép ra từ một trái dừa hay là 500g dừa nạo luôn á. Khuấy đều lên. Khuấy cho phần bột này nó hòa tan kỹ. Bánh chuối này thì có nước cốt dừa béo thì bánh nó sẽ ngon. Và khi có nước cốt dừa rồi thì các bạn không cần phải cho thêm dầu ăn. Còn nếu mà các bạn thích thắng nước cốt dừa riêng á thì mình dùng thay bằng nước lọc và mình cho vào một muỗng canh dầu ăn. Phần bột đã hòa tan kỹ rồi nè. Tiếp theo thì mình cho vào đây phần đậu xanh. Đậu xanh này các bạn hấp hoặc là nấu cũng được, cho nó chín là được, đừng có nhừ. Để nó còn nguyên hạt á, bánh nó sẽ đẹp mắt và ngon hơn. Rồi để bột nghỉ một chút, mình sẽ đi lột chuối. Phần chuối mà các bạn thấy ở bên ngoài á, cái phần vỏ nó thâm đen nhưng mà bên trong nó không có bị đen nha. Nó còn trắng vậy nè thì chuối mới ngon. Lột xong hết phần chuối thì các bạn sẽ đi bóp nó. Mình bóp hoặc là mình nghiền hoặc là cho vô trong cái bọc ni lông á, các bạn ép cho nó dẹp dẹp ra, đập dẹp dẹp ra cũng được. Chuối mà nó mùi á thì các bạn làm nó dễ lắm, nó mềm á. Còn nếu mà dùng chuối vừa chín tới thì nó không ngon nha, nó sẽ có cái độ hơi chát chát á. Mình làm xong hết rồi, các bạn sẽ lấy hết phần chuối mình cho vô bột luôn. Bột thì mình để nghỉ khoảng 15 phút để cho nó nở ra, tại vì bột đóng gói nó khô lắm. Phải có thời gian nghỉ thì bánh nó mới ngon. Rồi bây giờ mình cho chuối vô thì mình thấy phần bột nó đều lại ha. Mình dùng cái khuôn 22, lót ở bên dưới là cái miếng bọc ni lông hoặc là cái màng bọc. Cho hết phần bột chuối vô. Đảo sơ cái cho phần chuối và bột nó đều nhau. Rồi các bạn sẽ bắt sẵn một cái nồi nước để mình cho cái khuôn bánh này vào hấp. Bánh này thì các bạn sẽ hấp với lửa vừa nửa tiếng đồng hồ. Sau nửa tiếng thì bánh nó chín rồi. Bây giờ thì các bạn có thể kiểm tra mình xăm vào giữa khuôn á, thấy nó không còn bột ướt nữa là nó chín. Lấy bánh ra thì chờ cho nó nguội khoảng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ, bánh nó sẽ ngon hơn. Và các bạn lấy ra khỏi khuôn nó cũng dễ nữa, nó không có bị dính khuôn á. Nếu như mà thích béo hơn, đậm đà hơn thì mình thắng thêm nước cốt dừa chan lên. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn nè. Bên dưới có lót cái màng bọc á, cho nên là nó không có bị dính khuôn đâu. Nổi lên những cái hạt đậu xanh á, nhìn nó láng bóng luôn. Nước cốt dừa cho nên là cái bánh nó bóng lắm. Cắt ra, nếu các bạn không có cái dao nhựa thì mình dùng cái bọc á, mình bọc lại cái dao để cho nó đừng có bị dính, cắt nó dễ hơn. Miếng bánh của mình nó có độ mềm dẻo nè, có độ dai, không hề bị cứng.
và sẽ cắt ra những cái lát mỏng mỏng, xong rồi các bạn cắt nhỏ nhỏ lại nha. Nếu như mà thích cái bánh mà nó mỏng hơn thì các bạn có thể dùng cái khuôn nhỏ hơn, rồi mình dùng hai khuôn. Ở đây thì mình dùng cái khuôn lớn cho nên là mình đổ luôn một lần để hấp luôn. Xong rồi nè, những cái bánh chuối đậu xanh nó có cái màu hơi vàng vàng nhạt nhạt từ đường. Cho thêm một ít mè rang lên trên bánh, khi ăn vào nó thơm thơm. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh chuối hấp với đậu xanh, nước cốt dừa nè, có độ béo thơm ngon và lạ miệng nữa. Miếng chuối rất là bóng láng luôn á. Bên trong thì có độ mềm mềm dẻo dẻo nè ha. Làm cái công thức này thì các bạn không có sợ bị cứng đâu. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh có độ ngọt dừa thì mình dùng đường, vậy là bánh ngọt dừa không có quá gắt. Ăn vào đậu xanh thì nó bùi bùi. Cái chuối mà nó mùi á, các bạn ăn vào nó thơm chuối lắm. Và nó có cái độ mật á, mật ngọt tự nhiên luôn. Không cần phải cho thêm vani nhưng mà bánh vẫn thơm ngon và có độ béo từ nước cốt dừa. Dễ làm mà hấp dẫn nữa thì mời các bạn cùng vào bếp để thử ngay nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem các video trong kênh ủng hộ mình, chia sẻ video của kênh mình nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.